À, xin chào các bạn, trong video này Phương sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục à, lỗi máy in bị kẹt lệnh in mà không in được thì Khi mà máy in mà không in được các bạn đừng có hỏng Các bạn phải tìm ra được nguyên nhân của nó để chúng ta biết cách khắc phục Thì đầu tiên á, mình sẽ mở một cái file Excel hoặc là phải vượt lên Để mình kiểm tra thử xem máy in nó bị lỗi gì Mình kích vào nút Start này Sau đó mình gọi cái chữ Excel vào mở chương trình Excel lên đó. Sau khi mở Excel thì chúng ta vào File chúng ta chọn cái lệnh in để chúng ta xem thì ở đây các bạn thấy trong máy mình đã có máy tên là canon thì khi mà chúng ta kiểm tra mà chúng ta thấy cái chữ à, cái chữ màu xanh cái chữ mờ dưới đây này mà nó có chữ apply thì có nghĩa là cái máy in của chúng ta chưa được kết nối vào máy tính thì lúc đó chúng ta phải kiểm tra lại là đường dây từ máy in sang máy tính kết nối được hay chưa hoặc là điện trong máy in chúng ta đã cắm hay chưa thì nếu mà apply thì có nghĩa là cái máy in của chúng ta chưa có kết nối vào cái máy tính nhưng mà trong trường hợp máy của mình á vẫn kết nối rồi nhưng mà nó có cái chữ là ready bảy tài liệu đang chờ này thì có nghĩa là cái lệnh trong máy in nó bị kẹt thì vì bây giờ nhiệm vụ chúng ta là phải xóa cái lệnh in này đi để chúng ta mới có thể in tiếp còn nếu như mà các bạn cứ để như này thì các bạn in tiếp chắc chắn nó sẽ không ra ví dụ như đang còn kẹt lệnh in như này mình thử mình in thử một cái nữa bây giờ bấm file này print này rồi mình bấm in này thì chắc chắn là nó sẽ không ra và nó sẽ tăng thêm một lệnh nữa hồi nay bảy đó bây giờ thành tám này nên á việc đầu tiên của mình mình phải xóa lên in đi. thì cách xóa lên in như sau, à, các bạn vào nút start này, sau đó các bạn à, gõ cái chữ tìm kiếm đó là control panel để chúng ta mở cái thanh điều khiển lên control panel. À, chúng ta phóng lớn cái à, cái bảng này lên và ở trong cái mục này, à, các bạn chọn cho mình là cái mục la icon, mình sẽ vào đúng cái mục là device and printer đây, kết vào. Nếu như mà các bạn sử dụng Win 10 á, thì nó sẽ vào wow luôn cái trang có cái máy in để chúng ta điều chỉnh luôn. Nhưng mà ở đây mình đang thao tác trên Windows 11 á, nó hơi rắc rối xí. Là mình sẽ vào tiếp cho cái mục là Printer and Scanner này, kích vô đây. Đó, sau đó mình sẽ chọn cái tên của máy in của mình này, Đó, các bạn kích vào cái chỗ mới giống tên bên đây. Rồi, sau đó mình sẽ vào là More Device and Printer Setting thì uh, trên giao diện Win 10 thì nó ra từ lúc nãy rồi nhưng mà Windows 11 thì tới cái bước này nó mới có hiện ra cái cái tên máy in của mình này đó các bạn thấy không thì Windows 11 nó hơi rắc rối hơn xí uh, các bạn kích phải chuột vào cái tên máy in mà chúng ta cần số lên in đó chúng ta chọn là uh, c CWAS Printing này đó rồi thì các bạn thấy là ở đây nó sẽ bị kẹt một loạt các cái lệnh này thấy không sau đó mình sẽ bôi đen những cái lệnh này chúng ta xóa đi kích phải chuột chúng ta chọn cancel chúng ta xóa bấm yes các bạn chờ một xế nó nó sẽ xóa hết những cái lệnh in này thì chúng ta mới in được được tiếp ha à, trong trường hợp mà chúng ta chọn cancel mà nó chưa xóa thì chúng ta cần phải tắt hết máy in và chúng ta khởi động lại hoặc là thậm chí có thể là khởi động lại máy tính luôn thì nó mới 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 xóa hết cho chúng ta trong máy mình á sau khi mình khởi động lại máy tính thì nó mới được này mình vào file print để mình kiểm tra lại thì bạn thấy nó đang chữ ready à, là đã in được rồi bây giờ mình sẽ vào mình in thử nha rồi mình mình gõ một vài chữ và file print để mình coi in ra thử bấm print đó thì các bạn thấy nó đã in ra đúng không ok như vậy thì mình đã hướng dẫn cho các bạn cái cách mà để chúng ta xử lý một số cái lỗi kẹt lệnh in trong máy tính tuy nhiên thì nếu mà các bạn đang dù sử dụng phần mềm bên thiên học đông phương á thì để cách xóa lệnh in một cách rất đơn giản các bạn không cần phải làm những thao tác như lúc nãy mà trên màn hình bán hàng này các bạn kích vào dấu ba chấm ở đây bên góc phải này các bạn chọn là xóa lệnh in lỗi là nó xóa tất cả những lệnh in lỗi cho chúng ta. À, sau khi mà chọn xóa lệnh in lỗi xong á thì các bạn vào file print. Đây các bạn xem, thấy chữ ready là ok, còn nếu mà chưa có chữ ready thì các bạn chỉ cần khởi động lại máy tính là được. Rồi, ok, chúc các bạn thành công nha.